Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách Auto Clip để các bạn quay bóp này một cách tự động trên máy tính mà nó không hề chiếm cái con chuột của các bạn ha. Thì khi các bạn Auto Clip trên trên cái phần mềm này thì các bạn có thể là sử dụng trên trình duyệt web hoặc là bất kỳ công việc của các bạn ha, bất kỳ công việc nào ha. Thì nó sẽ là một cái phần mềm riêng biệt để mà nó auto clip thôi. Còn ngoài ra thì trên máy tính các bạn vẫn làm những việc khác bình thường, làm việc bình thường ha. Rồi thì bây giờ thì đây là một cái mình đang quay bot ha. Thì cái số bot của mình thì không không có là nhiều, nhưng mà chỉ có là 173.444 bot thôi. Thì để tiết kiệm thời gian mình sẽ dùng Auto Clip để mà mình quay bot này ha. Rồi, ok. Thì mình giới thiệu cho các bạn đó là cái phần mềm là XSplit ha. Rồi, các bạn click vào Roti, các bạn click vào Compatibility. Cái tab thứ hai ha, mình nói tiếng Anh rất là dở thì các bạn thông cảm cho mình ha. Rồi các bạn click vào ngay chỗ là click vào dấu check là run this program is an administrator. Rồi các bạn click vào ok ha. Thì sau khi các bạn click vào ok xong thì các bạn đã cấp quyền cho nó auto click ha các bạn. Rồi thì sau khi các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn chỉ việc các bạn mình sẽ click no hay các bạn, rồi nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Rồi bây giờ thì để auto click thì rất là dễ, các bạn bấm cái thu nhỏ cái màn hình của các bạn lại ha. Đó, mình bấm vào cái ô vuông nè, rồi các bạn kéo cái màn hình nhỏ lại cho nó gọn. Ok, sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm thì nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Thì đây là cái tọa độ đó, đây là cái con chuột của tọa độ ha. Và cửa sổ thì nó sẽ xuất hiện cái nơi mà các bạn click vào. Rồi cái chỗ chờ này là cái giây mà các bạn chờ ha. Ví dụ các bạn làm mỗi một cái thao tác là sẽ chờ là một giây thì bằng là 1.000. Ở đây là 1.000. Ví dụ các bạn chờ 2 giây thì các bạn click vào là 2.000. 3 giây thì là 3.000 ha. Rồi thì tỉ các bạn, rồi kiểu chuột, rồi phím, ghi chú rồi. Thì bây giờ á, mỗi sau khi kết thúc một cái thao tác các bạn click vào thêm kịch bản để một cái thao tác thứ hai ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên á, hiện tại của mình là mình có là 173.080 bot. Rồi code của mình là 185 ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay bot thì nó mất thời gian lắm, thì giờ mình sẽ dùng auto click. Thì bây giờ á, là mình sẽ bấm thu nhỏ cái màn hình trang web lại ha. Đó. Rồi bây giờ mình bấm thu nhỏ màn hình lại, rồi bây giờ mình để đây ha, rồi kế tiếp mình sẽ mở cái phần mềm này lên. Rồi bây giờ các bạn click vào ở đây á, là 1.000 đầu giây đầu tiên mình click vào, ấn mạnh vào trong đây ha, click 2 lần nó sẽ xuất hiện dấu cộng, ấn mạnh vào các bạn kéo xuống qua đây, các bạn thả ra. Rồi bây giờ các bạn thêm một kịch bản thứ hai, đó kịch bản thứ hai là mình sẽ là chờ là 5.000 đi ha, 5.000 tương đương là 5 giây ha. Rồi bây giờ mình click vào đây, ấn mạnh vào thả ra đó, rồi mình thêm kịch bản nữa, rồi tương tự ha, ấn mạnh vào đó. Rồi kế tiếp mình làm 5 lần ha các bạn đó. Rồi kéo qua, nó có nó xuất hiện cái dấu cộng nha các bạn, rồi thêm kịch bản, rồi thả ra. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút sau khi mình đã làm thao tác xong rồi mình bấm nút chạy thử coi ha các bạn. Đó, nó bắt đầu chạy đó ha các bạn. Đó, đây là cái con chuột của mình để ngoài màn hình nè. Đó thì cái auto click này nó không hề chiếm cái con chuột của các bạn ha.
Đó, mình vẫn làm một việc bình thường. Đó, nó quay hết 5 lần rồi. Rồi, vậy là mình đã quay, nó tự động quay ha. Rồi nếu như mà các bạn, cái số bot của các bạn rất là nhiều, các bạn quay 5 lần mà làm vậy thì nó rất là lâu. Bây giờ mình sẽ kéo kéo cái con chuột này nè, kéo lên đây để mình chọn hết ha. Rồi mình bấm Ctrl C là copy ha. Rồi mình lít thẳng ra ngoài màn hình trắng nè, mình Ctrl V. Đó là mình lặp lại cái thao tác ở trên mà 5 lần chạy ra là 10 lần ha. Bây giờ mình làm tương tự thêm copy cái này nữa. Ctrl C. Nhân đôi lên, Ctrl V. Đó, 10 nhân 10 là 20 ha. Rồi mình làm tương tự vậy nữa ha. 20 này là mình copy 20 nè, Ctrl C nè. Rồi mình Ctrl V nè. Đó, là 40 lần ha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể lít vào là lặp lại nè. Đó. Rồi các bạn muốn lặp lại là bao nhiêu thì tùy ý các bạn, hoặc là các bạn muốn lặp lại một lần, các bạn gõ một lần. Thời gian lặp ở đây là bao nhiêu thì các bạn lặp ghi vào đây. Còn nếu như các bạn muốn lặp lại mà vô hạn thì các bạn lít vào dấu check ở đây. Đó, nó lặp lại hoài cho các bạn luôn là vô hạn luôn ha. Các bạn lít vào xong. Rồi bây giờ mình sẽ auto click, mình lít vào rồi chạy ha. À, mình quên giới thiệu cho các bạn nữa. Khi các bạn thao tác những này xong rồi, các bạn muốn lưu lại để sau này các bạn không cần phải lặp lại những cái thao tác này nữa, thì các bạn click vào ngay chỗ lưu này ha. Đó. Các bạn click vào lưu nè, lưu tải đâu nè. Đó. Rồi các bạn click vào lưu tải đâu. Click ấn mạnh vào. Rồi, click double vào ha. Rồi các bạn muốn lưu ở đâu thì tùy ý các bạn ha. Mình ví dụ mình lưu là mình để là auto auto click đi nha. Bot. Rồi, sale. Rồi. Thì các bạn lưu đâu thì các bạn nhớ cái sau này các bạn click vào chỗ mở nè. Đó, nó sẽ ghi nó sẽ mở những cái file mà các bạn lưu đó. Đó, rồi các bạn chỉ việc mở lên, không cần phải lặp lại như nãy giờ mình hướng dẫn nữa ha. Thì là rồi, thì nãy giờ đó mình đang làm việc bên đây nè, còn bên đây nó tên nó tiếp tục, nó quay, nó tự động nó quay nha các bạn, mình không có tác động vào bên đó nữa. Đó là như vậy thì tiết kiệm thời gian cho các bạn để các bạn có thể làm những việc khác được ha các bạn. Giống như bây giờ mình đang vừa làm một cái video hướng dẫn cho các bạn mà bên đây nó tự động nó quay nè. Đây là cái con chuột mình đang làm này ha các bạn. Đó. Rồi ngoài ra thì mình có thể là làm việc như là Excel, Word hay là làm những cái công việc mà các bạn làm văn phòng đều được hết ha. Rồi. Thì video này á, thì mình hướng dẫn đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video hay, hữu ích thì hãy nhớ bấm nút like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nhé. Bye bye.